mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, mùa thi là thời điểm áp lực tâm lý, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của các em học sinh chịu một sức ép rất là lớn. Chính vì thế, sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường là một trong những mấu chốt rất là quan trọng, không thể bỏ qua. Trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này cùng với nhà báo Vĩnh Thắng, chuyên gia tư vấn giáo dục. Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6 hàng năm là thời điểm diễn ra rất nhiều kỳ thi quan trọng của học sinh cả nước. Các hoạt động ôn luyện, những đợt kiểm tra thử và những kỳ thi quan trọng đều diễn ra ở thời điểm này. Mỗi kỳ thi đều mang lại rất nhiều áp lực cho thí sinh, gia đình và cả nhà trường. Việc phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ mang lại chỗ dựa rất lớn đối với các em học sinh. Nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin và nguồn tư vấn để các em có thể tiếp bước trên con đường học vấn. Còn gia đình là nơi chăm lo về sức khỏe để đảm bảo các em có tinh thần vững vàng khi bước vào giai đoạn quan trọng này. Mối quan hệ này càng chặt chẽ thì việc cung cấp thông tin sẽ nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời để tránh tình trạng hoang mang của phụ huynh, học sinh và nhà trường sẽ giảm bớt được nhiều áp lực. Vâng, thưa ông, vào mùa thi thì những cái vấn đề gì liên quan đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của các em học sinh mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất ạ? Theo tôi thì mùa thi không chỉ có những áp lực về mặt tinh thần, về mặt sức khỏe đối với học sinh, mà nó cũng là một cái áp lực đối với cả phụ huynh, với nhà trường, với thầy cô giáo. Và đặc biệt chúng ta phải quan tâm một điều là không phải chỉ có áp lực về sức khỏe mà nó còn có nhiều cái áp lực khác. Bởi vì hiện nay phụ huynh đang rất lo âu, không biết con mình, số phận của con mình sẽ như thế nào sau mùa thi sắp tới. Có lẽ chúng ta cần phải nhìn nhận lại qua những kỳ thi vừa rồi. Đã có một số trường hợp, đó là tình trạng con em trong một số gia đình đã trở nên hoảng loạn khi mùa thi sắp đến. Và khi mùa thi đã kết thúc, kết quả không như ý của các em và không như ý của phụ huynh. Vấn đề thứ hai nữa xảy ra trong các gia đình, đó là việc các em trúng tuyển vào một cái trường mà không đúng ý của các em nhưng đúng ý của phụ huynh, hoặc ngược lại là không đúng ý của phụ huynh nhưng lại rất hợp ý của các em. Nó cũng mang lại một cái sự hoang mang đối với lại các thí sinh trong mỗi một cái mùa thi. Vâng, và sau đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái hệ quả dễ nhận thấy khi mà có cái sự thiếu quan tâm đúng đắn đối với sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần của các thí sinh là như thế nào ạ? Suy cho cùng thì hiện nay phụ huynh và học sinh đang có một cái nhu cầu khác nhau. Phụ huynh thì đang mong muốn con em mình qua một kỳ thi tuyển thì các em phải xác định được là các em sẽ vào đời có hoành tráng, dùng cái chữ nôm na dân giả là có hoành tráng so với bạn bè của mình hay không. Trong khi đó học sinh thì một số rất ít em xác định được rằng sau kỳ thi thì mình sẽ tiếp tục con đường học vấn như là một cái chuỗi thời gian lâu dài. Còn đa số các em thì hiện nay các em không biết là mình thi để làm cái gì, hay nói nôm na là chẳng qua kỳ thi này cho nó xong rồi sau đó được chăng hay chớ, tới đâu hay tới đó. Cho nên là cái hậu quả của cái việc thi tuyển hiện nay là rất lớn ở bất kỳ góc độ nào. Tôi cũng muốn quý vị khán giả lưu ý một điều. Hiện nay ở vào thời điểm tháng 4, chúng ta đang chuẩn bị rất nhiều kỳ thi. Đối với các em học hết lớp 5 thì các em đang chuẩn bị vào lớp đầu cấp là lớp 6. Tuy nói rằng ngành giáo dục đã có quy chế không tổ chức thi tuyển ở đầu cấp 2, tức là cấp trung học cơ sở, nhưng cái áp lực ở kỳ thi học kỳ 2 cuối lớp 5 vẫn là một cái áp lực rất lớn. Một cái kỳ thi tiếp theo, một số phụ huynh là phải lo cho con em mình, đó là kỳ thi vào lớp 10. Thì cũng từ lâu chúng ta không còn kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, bởi vì cả nước đang phổ cập trung học cơ sở cho toàn dân. Tuy nhiên, cái áp lực của kỳ thi tuyển vào lớp 10 lại rất lớn. Ở chuyên đề lần này, tôi muốn đặc biệt lưu tâm quý vị khán giả, kỳ thi tuyển vào lớp 10 hơn là kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng vào tháng 6, tháng 7 sắp tới. Ở kỳ thi vào lớp 10 thì xin quý vị khán giả và các em học sinh lưu ý là hiện nay chúng ta phải có một cái nhìn, một cái thông tin thật đầy đủ về kỳ thi tuyển này, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể bước vào kỳ thi một cách hết sức nhẹ nhàng và đạt đúng như là yêu cầu. Và trong cái mối liên kết giữa gia đình, nhà trường và học sinh thì chúng ta cần phối hợp như thế nào để có thể hỗ trợ cho các em trong mùa thi thật tốt thưa ông? Trước tiên tôi nói về cái mối quan hệ giữa nhà trường với lại gia đình. Trước kỳ thi này tôi nghĩ rằng nhà trường phải thường xuyên gặp gỡ phụ huynh,
thông tin đầy đủ cho phụ huynh về những vấn đề quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Mối quan hệ thứ hai đó là giữa gia đình với chính các em học sinh, con em của chúng ta. Vừa rồi tôi có những cái cuộc tư vấn và cái nhìn hết sức chi tiết chứ không phải là bao quát, cái tổng quát về kỳ thi, nhưng mà cái chi tiết về một số cái thông tin để quý vị phụ huynh và các em quan tâm lưu ý khi chuẩn bị cho kỳ thi. Thì trước tiên tôi muốn quý vị khán giả và các em lưu ý rằng năm nay kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với 3 môn văn, toán và ngoại ngữ. Riêng chiều ngày 12 tháng 6 sẽ là buổi thi những môn chuyên của các trường chuyên. Trường chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định gồm 4 trường, đó là trường Lê Hồng Phong, trường Trần Đại Nghĩa, trường Nguyễn Thượng Hiền và trường Gia Định. Còn trường phổ thông năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một cái trường có cái ngày thi tuyển riêng vào tháng 5 năm 2016 chứ không nằm trong cái kỳ thi tuyển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. 103 trường trung học phổ thông công lập sẽ có tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10. Riêng khoảng 83 trường trung học tư thục thì sẽ không tổ chức thi mà chỉ lấy điểm thi của các trường khác hoặc là xem xét học bạ của các em học sinh để các em có thể là được xem xét trúng tuyển hay không trúng tuyển vào các trường như tôi đã nêu. Đó là một cái nhìn bao quát về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi chuyên đề về giáo dục. Còn những nhận định đến từ nhà báo Vĩnh Thắng vừa rồi đã khép lại chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày hôm nay. Minh Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.